Và thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin tiếp theo liên quan đến hỗ trợ của Mỹ dành cho Cuba. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết là sẽ hỗ trợ Cuba 2 triệu đô la Mỹ cho các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp do tác động của cơn bão Ian đến quốc đảo này. Theo người phát ngôn bộ trên Ned Price, Mỹ sẽ phối hợp với các tổ chức độc lập để phân bố gói viện trợ nói trên. Ông khẳng định chính phủ Mỹ sát cánh với người dân Cuba trong nỗ lực khắc phục hậu quả sau thảm họa này. Cuba đã bày tỏ cảm ơn chính phủ Mỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão Ian gây ra. Bộ Ngoại giao Cuba gửi lời cảm ơn sâu sắc đến khoản viện trợ của Mỹ. Khoản viện trợ nhân đạo nói trên được chuyển đến Cuba thông qua Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Sự hỗ trợ này sẽ đóng góp vào nỗ lực phục hồi và tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng do bão Ian tại Cuba. Thông báo nêu rõ, chính phủ Cuba đã tiếp nhận và cảm ơn sự hỗ trợ về vật chất và tình đoàn kết của các nước cũng như các tổ chức quốc tế trong công tác khắc phục hậu quả sau bão. Trên tài khoản Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cũng gửi lời cảm ơn chính phủ Mỹ về sự hỗ trợ trên.